Xin chào các bạn, mình là Thành Vũ. Trong video ngày nay thì mình sẽ hướng dẫn chúng ta làm công thức để tính ra cái thời hạn làm lại thẻ căn cước. Và theo quy định mới nhất thì chúng ta sẽ có các mốc thời gian làm lại thẻ căn cước, bao gồm có các mốc 6, 14, 25, 40 và 60 tuổi. Bây giờ căn cứ vào ngày sinh để chúng ta tìm ra thời hạn. Và thời hạn ở đây nó chính là mốc gần nhất với ngày hôm nay. Khi đó thì chúng ta sẽ làm công thức như sau. Bước đầu tiên thì mình sẽ đưa vào hàm edit và mình sẽ trỏ vào tham số đầu tiên là cột ngày sinh. Tham số thứ hai của hàm edit là số tháng thì mình sẽ lấy mốc đầu tiên là 6 năm, sau đó mình quy ra số tháng thì mình sẽ nhân với lại 12. Khi đó hàm edit này sẽ trả ra cho chúng ta mốc thời hạn đầu tiên. Khi đó chúng ta cần so sánh có lớn hơn ngày hôm nay hay không thì mình sẽ trỏ vào hàm từ đây. Khi đó đây sẽ là một biểu thức so sánh và bên ngoài mình sẽ lồng thêm hàm if. Tức là nếu mốc đầu tiên mà lớn hơn ngày hôm nay thì mình sẽ lấy chính mốc đó thì mình sẽ copy cái hàm edit. Mình paste vào sau logic. Còn nếu không phải thì mình lại set mốc thứ hai thì mình lại dùng hàm if. Sau đó thì mình lại paste hàm edit vào. Và mình thay số tuổi tiếp theo là 6 thì sẽ là 14. Và vẫn là so sánh có lớn hơn tới đây hay không. Nếu lớn hơn thì mình lại đưa vào cái mốc edit vừa rồi. Còn nếu không phải thì mình lại set khối if cho mốc tiếp theo. Mình lại paste lại hàm edit. Sau đó mốc tiếp theo mình sửa thành 25 tuổi. Và tương tự vẫn là so sánh có lớn hơn bằng today hay không. Nếu lớn hơn thì chúng ta lại lấy chính cái mốc vừa rồi. Mình paste vào sau logic. Và tương tự chúng ta lại set if tiếp cho mốc 40 tuổi. Mình lại thay 25 bằng 40. Vẫn là so sánh có lớn hơn ngày hôm nay hay không. Nếu đúng thì chúng ta lấy chính mốc đó. Còn nếu không phải thì sẽ là mốc cuối cùng thì mình lại paste hàm edit vào. Và mình sẽ sửa số 40 thành số 60. Và cuối cùng có bao nhiêu hàm if thì mình sẽ đóng mấy nhiêu ngoặc, bao giờ đến giống khoảng màu đen thì mình kết thúc. Sau đó công thức thì mình sẽ nhấn enter. Kết quả nó sẽ trả về một con số thì mình cần format nó về dạng sort date. Sau đó thì mình sẽ kéo xuống dưới cho khối còn lại. Và theo cách này thì công thức sẽ tương đối dài. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn theo cách thứ hai, công thức sẽ ngắn gọn hơn. Mình sẽ làm ở cột E theo cách số 2. Theo cách này thì mình sẽ dùng công thức mảng. Đầu tiên thì mình vẫn dùng hàm edit. Tham số của hàm edit mình vẫn đưa vào cột ngày sinh. Tham số thứ hai thì mình sẽ đưa vào một mảng. Mảng này sẽ gồm các mốc tuổi. Mình sẽ mở ngoặc nhọn. Mốc đầu tiên là 6. Mốc tiếp theo là 14. Mốc tiếp theo nữa là 25. Tương tự 40 và cuối cùng là 60. Sau đó thì mình sẽ đóng ngoặc nhọn kết thúc mảng. Mảng này là số 5 thì mình cần quy về số tháng thì mình sẽ nhân tiếp với lại 12. Sau đó thì mình sẽ đóng ngoặc kết thúc hàm edit. Và bây giờ chúng ta sẽ cần tìm kiếm ngày hôm nay, so sánh trong mảng này giá trị nào là gần nhất thì mình sẽ dùng hàm xlookup mình bao bên ngoài. Giá trị tìm kiếm của hàm lookup nó sẽ là ngày hôm nay, mình sẽ đưa vào hàm tới đây. Tham số thứ hai là tìm kiếm ở mảng nào, nó chính là cái mảng chúng ta đã tạo bằng hàm edit. Thì mình sẽ copy toàn bộ hàm edit. Sau đó thì mình sẽ paste vào cho tham số thứ ba. Tham số thứ tư nếu lỗi thì trả về là gì thì mình sẽ để là trống. Tham số thứ năm là kiểu tìm kiếm lấy giá trị nào thì mình sẽ chọn kiểu lấy giá trị lớn hơn thì ở đây sẽ là tham số 1. Và tham số cuối cùng của hàm xlookup thì mình sẽ chọn kiểu 1, tức là tìm kiếm từ đầu đến cuối. Kết thúc công thức thì mình sẽ đóng ngoặc. Và tương tự, kết quả mình sẽ format về dạng sort date. Sau đó thì mình sẽ kéo xuống dưới. Tuy nhiên thì hàm xlookup chỉ hỗ trợ cho Office từ phiên bản 2021 trở lên hoặc là Office 365. Trên đây thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta dùng công thức để tính thời hạn làm lại thẻ căn cước công dân theo quy định mới nhất. Và hy vọng video này sẽ giúp các bạn ứng dụng để nhắc người lao động làm lại thẻ căn cước khi cận hạn và còn hạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.